Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, viết hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gồm các nội dung sau đây: lời tri ân, 5. Thực hiện phúc mặc niệm, 6. Đại biểu các cơ quan đơn vị lên dâng hương, và cuối cùng là dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại huyện đảo Phú Quý. Xin phép được bắt đầu. Trưởng, kính thưa các đồng chí đại biểu, nhân dịp dự chương trình Trăng Thôn Biên Cương năm 2023 nhằm ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Thank you.
có một cái tổ chức cho các cháu học thiếu niên nhi đồng ấy, cái chương trình chuẩn bị. Đây có cả bài đấy. Vâng, chúc bà luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Có đảng giấy hả? À thế hả? À. Thế ngày trước huấn luyện thì... Thôi đừng đứng lớp anh chú. À thế hả? Ôi chuẩn bị mấy tháng nữa là xuất ngũ rồi thì nữa nhỉ? Vâng ạ. Phục vụ lâu dài không? Thôi chứ chưa có gì đâu. Thế à? Anh đọc lại lúc này cái tay này lên tay. Thế à? Thế lấy cái hình. Dạ. Vài bản đi. Dạ, dạ, đúng. Cái quan trọng nhất của quốc gia đấy. Các chị bình dự đó thì gắn liền với trách nhiệm. Đại quyền anh ấy. Gần hết à? Ừ, diễn hình đi, cứ gần chỗ nhúng. Gần chỗ nhúng, một chút thì nó mới đẹp chứ. Thật chứ, sao gì đó. Cần lắm đâu. Chào các cô thủ. Mấy anh em đây là trong một tổ luôn à? Trực tiếp tàu của mình bao nhiêu người? Nhẹ thì về nhẹ chứ đâu có kia đâu. À thế à? Đúng. Tàu này bước, đang bước lên trên tàu chân. Thế cẩn thận ông nội đằng sau nhá. Thì theo thời tiết nữa. Mấy lúc thì có đánh cá thì cứ bảo là lãi thôi. Thế đã ra ngoài đấy thì... Anh ở trên đây, anh nóc rồi. Thủ, anh ơi, anh chỉ chuyển em mấy tờ rơi. Vâng. Thôi cố gắng chấp hành cho tốt nhá. Như này còn cười nói được chứ không có. Bạn tên là gì? Đây à, Nguyễn Thanh. EU đấy, EU. Bây giờ đài báo hay nói EU lên tàu. Đi đó em. À lâu ăn này. À, ăn thì thôi để chia sẻ được. Thế còn bạn này là cái nào tài công? Bạn nào tài công? Cũng anh tài công nói. À đây à. Thì bây giờ nói tóm lại EU EU bộ đội có chuyện đóng thôn đấy là cũng sai. Đấy vi phạm EU. Đấy. Đấy trong này là rất đầy đủ. Đấy, mỗi chủ tàu cá và ngư dân ra khơi cần ghi nhớ thực hiện. Phải có giấy phép khai thác thủy sản an toàn với tàu cá này, vân vân. Thứ tư là tàu từ 12 mét trở lên phải thực hiện đăng kiểm các hành trình này. Này là hai vi phạm lắm. Tàu của mình các bạn đã nào chưa? Chỉ phải đi trên chuyến tàu này phải xuất hiện đấy nhá. Mọi người cùng tham gia giúp nhau chứ đừng có gặp nhau lại để xử lý hành chính nhá, khổ nhá. Đây mình gửi cho bạn một cái nhá. Đấy. Tàu là biết được. Có một đồng chí Võ Thanh Bình. Đây lãnh đạo tỉnh đây, lãnh đạo tỉnh ấy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Võ Thanh Bình đây. Vừa qua nắm tình hình thì thấy là tàu mình đã chấp hành khá tốt. Mình ơi, đừng né đi thôi. Trở đến là tiêu ấy luôn. Toàn quân thủy thủ luôn luôn khỏe nhá. Lòng lòng cốt trong chốc. Em xin anh Tú, anh Tú chụp hình lên hộ em ấy. Mặc áo đỏ. Tàu này đi. À thế à. Trước đó đi tàu khác à? Rồi nhá. Được chưa? Rồi ngon lắm. Rồi. Dạ. Chưa? Ừ. Tiêu văn gì? Cái công văn đấy bọn không gửi bên chị rồi.